Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng ở một cái vườn mai của một cái chủ vườn mai. Theo anh thì anh có tổng cộng là nhỏ thì vài chục cây, còn cây nhỏ nữa thì hơn 200 cây. Anh bảo là anh quay vào dịp Tết. Tôi cứ theo qua và tôi thấy cái vườn mai nhà anh, và tôi cứ nhìn nhận là với ông xã là xin qua để mà quay cái cây mai. Thì những năm nay thì cái hiện tượng ăn cắp mai, biết là để trưng hay là để mục đích kinh doanh buôn bán thì đạo tặc, thì cái đó thì mình không rõ. Tuy nhiên rằng là năm nay thì ở nhà tôi thì cũng bị mất hai cái cây mai. Quý vị sẽ thấy không, một toàn một cái màu vàng. Nếu quý vị và các bạn trực tiếp thị kiến thì quý vị và các bạn sẽ thấy cây mai nó tuyệt vời đến mức độ nào. Một cái cây mai mà hoa mai nở rất là đẹp. Cô Dương ơi, cô đổ, cô Dương ơi. Chùm nào nó ra chùm đó, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Chú ơi, mua đồ không chú? Thuốc hay gì ạ? Thuốc có nhiều khổ lắm, nhiều chiêu lắm. Thuốc hay gì chú ơi? Được đi. Quá trời, thôi má ơi. Hèn chế cái bổi dọn cái khu này là của ai mà đâu. Đó là của anh Tiên đâu. Ba lô đất này 90 mét vậy đó hai trời.